Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi đến ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ở đây có hiện tượng sụp lở. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nơi đây để coi nó như thế nào nha. Và chúng ta đã đến nơi. Đây là cái đường bị lở lúc trước, năm ngoái. Bây giờ mình sẽ đi tới cái chỗ lở mới nha các bạn. Chúng ta đang tiến đến cái khu sạt lở mới. Khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 5, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, xảy ra sạt lở lớn khoảng 1/3 mặt đường nhựa quốc lộ 91 với chiều dài hơn 40m về phía hạ lưu, bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu. Sạt lở đe dọa gần 81 hộ dân, trong đó có 27 hộ dân cần khẩn cấp di dời. Chính quyền địa phương cho biết sau 5 ngày xuất hiện vết nứt, ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp xử lý khẩn cấp để bảo vệ nhưng không thành công. Hiện tại sạt lở có dấu hiệu tiếp tục lan rộng về phía hạ lưu. Vài ngày trước đó, mặt đường quốc lộ 91 đoạn đi qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang xuất hiện nhiều vết rạn nứt trên mặt đường. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông Công. Dòng chảy áp sát vào bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu gây ra hiện tượng sập lún. Đây là hình ảnh những người thợ điện đang khẩn cấp di dời đường điện cho người dân. Chứ cái thằng ngoài này là nứt được không? Sắm mơi ít bên này hơn bụng bụng rồi đó. Là nó nứt hơn từ cái mí trắng này phải không? Là nó nứt vô cũng có khoảng chừng 2 mét mấy 3 mét. Riêng Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú phải bố trí nhân lực theo dõi sát diễn biến sạt lở, kịp thời xử lý di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.